Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, hôm nay em về vườn nè, hoa nó nở quá trời luôn cả nhà. Thì bây giờ hình như cây nào nó cũng có mặt hoa hết rồi, cho nên là em sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Thì đầu tiên cái clip ngày hôm nay sẽ là một cái giống cúc nhị đỏ nha. Nhị đỏ nè, cúc lá gai nè, cúc hoàng đế nè, là nó luôn á nha cả nhà. Cho nên là bên em bán rất là thật để nói cho quý khách chúng ta biết ha, để thôi mình mua nhiều khi mình nghe hoàng đế rồi mình mua nhị đỏ rồi mình mua lá gai nữa thì thành ra nó sẽ bị trùng giống nha cả nhà. Và đặc biệt cái hoa này em phải nói là hoa to cực đỉnh, đặc biệt là hoa chùm mà hoa rất là to cả nhà, nhìn nè, nó cái bông cúc nhị đỏ nè cả nhà, bông nó to hi ghê luôn cả nhà, mà bông chùm không à, nó đây trời ơi coi nè. Thì người ta còn gọi là cúc hoàng đế, cúc lá gai cũng là nó luôn ha. Đó đây nè, có cái bông nở chà bá luôn mà đều nó bị tàn rồi cả nhà. Đây ha, trời ơi coi nè, hoa nó nở nè, nhìn cả nhà nhìn mê không. Thì một số cây nó có hoa thôi, nhưng mà bên em sẽ đảm bảo về chất lượng giống cho chúng ta, chứ còn khách kêu là lấy cây có bông cho anh hết thì thật ra là sẽ không có cây nào lấy có bông hết, là không có nha cả nhà. Cái này nè em gom lại nè, chứ còn ở trong đây cả nhà nhìn thấy nè, nó đâu có bông đâu. Nè em gom lại cho cả nhà mình cùng xem được cái mặt hoa nó là như thế này, để cả nhà mình mua mình yên tâm, mình biết mặt hoa rồi thì mình yên tâm ha. Đó, đây là cúc nhị đỏ nha, cúc nhị đỏ, cúc lá gai, cúc hoàng đế cũng là nó luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ đo chiều cao cây nha. Cây là khoảng một gang tay, thì nói chung là các cái mặt hàng bên em thì cao tầm 20 cho đến 30, bởi vì tất cả đều là các cái giống mới, giống mai đẹp mà đáng sưu tầm. Bên vườn mai nhà em đã sưu tầm và đã test mặt hoa, lựa chọn những cái cây có mặt hoa đẹp á cả nhà. Đó thì cây nó như thế này nha. Giá thì là 100.000 một cây nha cả nhà. 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đó chính là cúc nhị đỏ, cúc hoàng đế, cúc lá gai đây cả nhà. Nó đảm bảo 100% về chất lượng giống, cho nên cả nhà yên tâm. Rễ đây đều được xử lý rễ hết nha cả nhà. Đó đây ha, rất là đẹp luôn. Rồi đây là cúc nhị đỏ nha. Giá là 100.000 một cây, số lượng cũng rất là nhiều cả nhà. 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến kênh YouTube của Chiếc Chè Bông. Và nếu thích thì xin hãy cho em một like, bấm đăng ký kênh và vào xem trong cái YouTube em rất là nhiều giống mai mới lạ nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà. Trời ơi cả nhà ơi, nhìn nè, ở trước mặt chúng ta là một cái màu hoa rất là tuyệt vời luôn hả, đúng không ạ? Thì thường là chúng ta có màu vàng nè, màu kem, màu cam, nói chung là thanh mai, màu xanh xanh. Và đặc biệt thằng này là ngọc mai, bông của nó nè cả nhà, nhìn rất là duyên luôn. Trời ơi nhìn mê, quá mê luôn á cả nhà. Nè cả nhà nhìn nè, bông nó bành bành luôn nha. Và cái màu của nó kìa cả nhà, nhìn rất là đặc trưng đúng không ạ? Đây em, sao em thích những cái màu như thế này quá. Mình sưu tầm á cả nhà, tết nó có một vài cây mai ha, màu này màu kia mình chơi đã luôn. Đó hoa đây, ôi coi nè, nè gọi từ xa vào cả nhà nhìn thấy nè, rất là tuyệt vời đúng không. Thì cái này gọi là ngọc mai nha, ngọc mai nha cả nhà. Thì bên em có nhân giống ngọc mai. Ngọc mai thì cây cũng khoảng 2 tấc đến 3 tấc thôi, chứ nó không có cao. Và đặc biệt bông chùm không nha, bông chùm chùm, cái này nó sắp tàn hết rồi nè. Nó nhưng mà bông chùm không à cả nhà, bông chùm không ha. Cái này là nụ gió nghe, chứ chúng ta mà ghép vào cây mai giữ là ôi quá trời đẹp luôn ha. Đó đây thì rễ thì có xử lý đủ kiểu nha, đủ kiểu, kiểu này kiểu kia đủ kiểu luôn. Đó, quá trời đẹp luôn cả nhà. Ôi mê quá đi. Rồi ở một số cây giống bên đây nha, bên đây cả nhà nè, em sẽ tuyển những cây cao cao như thế này giao cho chúng ta nha. Nó cây cao khoảng 2 tấc rồi cả nhà. Trời ơi nói thiệt không nghe chứ không có nói xạo, cái nào có cao nói hấp, có hấp nói hấp nha cả nhà. Chứ đừng có nói em quay cái này mà em giao cái kia em buồn gì đâu, bởi vì em quay cái nào em lấy cái đó mà sao kỳ không biết nữa. Nó đây cái cây nó nhỏ ha. Đó rồi gang tay đó là giá 100.000 một cây nha, ngọc mai nha cả nhà. Cái nào có bự nói bự, nào có nhỏ thì nói nhỏ nha. 100.000 một cây, 3 cây em bao ship và 10 cây em tặng một nha. Rồi đó, đó chính là ngọc mai nha. Ngoài ngọc mai em có thêm cái giống khác nữa nè cả nhà. Rồi cái này giống là nữ hoàng pha lê nha cả nhà. Đó, nữ hoàng pha lê thì hoa cũng rất là đẹp, nhưng mà hôm nay thì nó không có nở hoa. Nếu có nở thì em cũng quay cho cả nhà mình xem. Thì cái cây nó sẽ lớn hơn cái cây ngọc mai xíu ha. Cây này cũng khoảng 30 rồi cả nhà. Giá là cũng 100.000 một cây luôn nha. 3 cây em bao ship và 10 cây em tặng một luôn nha cả nhà. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em nha. Nếu thích thì xin hãy bấm một like và bấm đăng ký kênh nha. Vào YouTube của em xem rất là nhiều giống mai đẹp và mới lạ nha cả nhà.
ơi, cả nhà ơi, cái gì đây ạ? Đây là cúc thọ hương nha. Đó, quá trời đẹp cả nhà. Thì em lụm những cây nó đang nở hoa, em gom vào để em sau quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Rồi, tiến gần lại nha. Hoa cúc thọ hương bự chà bá, bỗng chùm 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 không cả nhà. Coi nè, ồ coi nè. Và đặc biệt hương thơm ngang ngát luôn nha cả nhà. Hương thơm ngang ngát luôn. Lô thọ hương này bán cực rẻ, giá có 70 ngàn luôn cả nhà. 70 ngàn một cây, rễ thì xử lý nè, đủ kiểu hết nha. Cây cao khoảng 30 đến 40. Đó, lựa những cây bự như thế này giao cho khách đây. Đó, giá có 70 ngàn một cây thôi cả nhà. 5 cây em bao ship và 10 cây em tặng một nha. Đó, lô cờ thọ hương. Cả nhà đã biết cái đặc trưng của thọ hương rồi, là cái giống hoa này nó vừa dễ chăm, dễ trồng nè, đề kháng sâu bệnh tốt nè. Đó, gom ra nữa nè. Thì chỉ một số cây nó có hoa thôi, chứ không phải cây nào cũng có hoa mà kêu lấy có hoa là bó tay nha cả nhà. Đó, cho nên là cả nhà yên tâm về chất lượng giống. Tất cả các mặt hàng bên em thì đều đã có mặt hoa hết rồi, nó không có bị lộn đâu, sợ ha. Bán uy tín cả nhà, bán rồi bán nữa bán tiếp ha. Tại vì vườn em là một cái cơ sở lớn nha. Phải nói là một cái cơ sở lớn, gồm 4 cơ sở nằm ở vị trí là xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, gồm 4 cơ sở nha cả nhà. Đó, bởi vậy em buôn bán với một cái uy tín chất lượng nha, cho nên là cả nhà yên tâm ha. Đó, đây thì giá có 70 ngàn thôi cả nhà, 70 ngàn. Nếu chúng ta lấy 5 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đó, đó đây thì hoa nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Tết mà chúng ta trồng á, cái này trồng cho về lấy bo trồng cho năm tới để bàn á cả nhà. Nó nở vậy nè. Rồi biết là bao nhiêu đẹp luôn ha. Đó, đây chính là cúc thọ hương nha. Rồi ai thích cái giống thọ hương thì alo cho em nha cả nhà. Rồi tiếp tục qua bên đây. Bên đây là cúc đại phát nha. Hoa của nó cũng tuyệt vời lắm. Đó, cúc thì mỗi một loại thì nó có một cái vẻ đẹp riêng, cho nên là mình sưu tầm thôi cả nhà. Nó mỗi một loại là nó có một vẻ đẹp riêng nha. Thì đây chính là cúc đại phát, giá 100 ngàn một cây, bông chùm nụ uống nu như thế này nha cả nhà. 100 ngàn, cây cao khoảng 3 tấc nha. 100 ngàn 3 cây em cũng bao ship và 10 cây thì em cũng sẽ tặng một cho chúng ta ha. Đó, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai của nhà em nha. Hồi nãy giờ cả nhà thì đang tham quan những cái loại mai giống bên vườn mai nhà em, thì rất là nhiều giống. Nào cúc thọ hương, rồi nào cúc gia định, cúc VIP, ơi rất là nhiều. Thì bây giờ sẽ là một cái giống mai độc lạ đây ạ. Một cái giống mai mà mọi người Tết giờ hỏi em rất là nhiều luôn. Đó chính là mai tiếng vua bông chùm. Cả nhà ơi, thì bên em bán phải nói là rất là bán rất là thật nha. Ví dụ như cái nào có cây lớn nói cây lớn, cây nhỏ nói cây nhỏ. Và đặc biệt cái hàng tiếng vua bông chùm này á cả nhà, nó còn nhỏ như vậy nè, mà mọi người hỏi em hoài em cũng không biết làm sao luôn. Hứa hẹn hoài luôn. Bây giờ em quay luôn ha. Em quay cái tiếng vua bông chùm nha. Cả nhà thì khi mà cả nhà nhìn thấy nè, cái đọt nó non vậy nè cả nhà. Đó, lên rất là mạnh nha. Cái hàng tiếng vua bông chùm lên rất là mạnh, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, khi mà chúng ta rép bây giờ nó búng rất là mạnh luôn nè. Mạnh lắm. Nè, có một số thì nó cũng chưa thay bịch, một số thì thay bịch rồi. Cả nhà nhìn nè, nhìn cái mắt lá của nó cả nhà thấy không? Thấy không? Đó, nó rất là khít luôn ha. Nó rất là khít luôn. Đây nè, bên đây nè. Nè cả nhà nè, nó nhỏ xíu mà nó ra nhánh nè, nó ra rất khít ha. Thì cái lô này có nhiều đây nè cả nhà. Nó còn đang trong cỏ, chưa soạn ra cả nhà thấy không? Em ghép được chắc cũng tầm khoảng 1 ngàn á. Mà thì mấy cái kia ghép sau, ghép trước thì giờ soạn ra mớ về cho cả nhà mình xem nè. Thì nói thật lòng á là ai thích chăm, cảm thấy mình chăm được á, thì alo cho em cái loại này. Thì giá là em bán công khai là 250 ngàn một cây. Đó, cái này là ai mà thấy mình cảm thấy mình chăm được á nha cả nhà, gửi thì em gửi được, bởi vì em đóng thùng xốp thì cũng rất là kỹ, và lúc nào thì cũng cho khách kiểm tra hàng trước khi nhận, cho nên là cả nhà yên tâm. Nhưng mà có một cái là bây giờ mình cảm thấy nếu mà mình chăm được như thế này á thì mình hãy alo cho em gửi ha. Chứ thật ra nó không có cây lớn, nó dày nè nha cả nhà. Trời ơi, nói thiệt nha, giới thiệu thật nha. Mai mốt ai nhận thì nhớ để ý cái video này giùm em nha. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Đây nè cả nhà. Đó, thì 250 ngàn một cây nha. Số lượng thì không có nhiều đâu cả nhà. Thì ghép nó còn nhỏ như đằng kia thì đâu có gửi được, thì chỉ soạn những cây dài dài về mình gửi nè, 250 ha.
Rồi ai thích cái giống mai độc lạ này thì bà cảm thấy chăm được khi nó còn nhỏ như thế này thì hãy alo cho vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.